Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở, ngành, địa phương để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo thành phố. Hôm nay, ngày 16 tháng 8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 96 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 51 ca đã cách ly, 36 ca trong khu phong tỏa và 9 ca chưa được cách ly. Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn là điểm nóng, khi trong ngày phát sinh 60 ca mắc, nâng tổng số trường hợp mắc lên 196 ca. Chuỗi lây nhiễm từ các khu vực phong tỏa tại quận Sơn Trà có thêm 31 ca mắc COVID-19, trong đó có 20 F1 đã được cách ly. Các biện pháp khoanh vùng, truy vết cũng đã được khẩn trương triển khai. Qua việc triển khai siết chặt giãn cách từ 8 giờ hôm nay cho thấy, người dân thành phố đã đồng thuận với chủ trương và thực hiện nghiêm tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Công tác xét nghiệm đã được ngành y tế và các địa phương triển khai đảm bảo chuyên môn cũng như quy định về giãn cách. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá qua ngày đầu triển khai siết chặt giãn cách cho thấy người dân chấp hành rất nghiêm túc. Các đơn vị địa phương đã phối hợp triển khai quyết liệt, nhịp nhàng. Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục nêu cao trách nhiệm, chủ động khắc phục các bất cập trong quá trình triển khai. Trong các đợt tiêm chủng tới thì phải khắc phục dứt điểm việc không đảm bảo giãn cách. Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương quan tâm, hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn trong 7 ngày giãn cách. Sở Công Thương chủ động chuẩn bị và có phương án đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho người dân. Thành phố khẳng định không để thiếu nguồn cung cho người dân, tiếp tục tuyên truyền, phát huy đồng thuận của người dân và nỗ lực của lực lượng chống dịch ở cơ sở trong phòng chống dịch. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận tinh thần vào cuộc quyết liệt của các đơn vị địa phương bắt đầu siết chặt giãn cách 7 ngày, đồng thời đề nghị tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm, tập trung các biện pháp khoanh vùng truy vết, xử lý các trường hợp khai báo y tế không trung thực, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách, kể cả các trường hợp giao nhận hàng hóa thiết yếu không đúng phương án. Các địa phương rà soát, hỗ trợ kịp thời các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương khắc phục bất cập trong tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình, nhất là việc cập nhật danh sách cũng như không đảm bảo giãn cách khi khai lấy mẫu. Huyện Hòa Vang có phương án phù hợp để thu hoạch lúa vụ hè thu.